ăn thằng tóc hay gì đi. Hả? Ai đây? Đại. À Đại đó Quỳnh. Điều chết. Mẹ lo. Không biết gì không nói. Về nhà thì bà nói ngay. Bố tóc. À bố tóc à? Bố khác à? Bố khác buộc á? Bố khác là gì biết buộc tóc? Hả? Ôi dồi ôi, bố khác buộc á? À? Ai bố khác kìa? Ai bố khác? Sao? Ôi, lam. Hôm nay mình lam lắm. Anh Đạt ơi, mang đây cho Như một miếng bánh nhanh. Chạy nhanh, anh ăn tham vừa chứ cái bánh to thế làm sao anh ăn hết được. Chạy nhanh. Để cho em miếng nào. Khẩn trương lên. À, anh cho nhá. Anh lấy cậu. Xin anh chưa, xin anh chưa. Xin. Xin anh. Đâu. Là nghề đưa cho em. Nắm chuyện. Ăn vào. Năm. Ngon không? Mẹ, em cấy hết câu chưa? Chưa, bây giờ anh đảo lốt hai cái luống này để em cấy lốt đây. Hai luống nào? Đây, hai luống vừa tưới, ba luống vừa tưới này. Kia à? Wow. Cái hồ. Đảo qua wow. Đó là đồ khô. Đảo này hôm nay rắc ít rau vào nhổ ăn trước. Đi chơi về đói quá. Đói gì là mai hộp sữa đấy. Đi chơi về đói quá hay sao vậy? Đảo đảo cái hai cái nào nhỉ? Hai cái gì? Bắp cải su hào. Bắp cải. Bế không? Bây giờ con Nhi nó vẫn đứng đâu mà trồng được. Đây bố bế nào. Ba. Bế. Đã bố bế đi về mẹ 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 biết vào cả. Mẹ biết vào. Đây bố bế. Đi nhiều quá là không đi nhiều quá không nhận bố nữa đúng không? Nó ốm ấy. Ốm ạ? À? Cháu đều ốm ấy, thường khoa này. Cái này trồng cái rau gì ạ? Đây rồi. Bố ơi. Dạ. Cái gì đấy? Trồng rau. Con trồng rau với bà đi. À, trồng cái luống kia được nhỉ? Bà Đạt hôm nay đón con đón. Bà này khách tự về. À khách tự về rồi. Bà Đạt ơi. Dạ. Con về là con đi bên nào đấy, bên tay phải hay tay trái? Tay này. Tay này là tay nào? Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Giàng Á Pháo và Á Pháo TV. Này là nội dung nữa mình truyền tải lên kênh. Cũng rất là lâu rồi mình cũng chưa đăng tải video trên A Pháo TV các bạn nhé. Một cái nội dung mà kênh xây dựng hướng tới cộng đồng các bạn, đó là từ thiện. Ngày nay thì mấy anh em đều có kênh cá nhân hết, thế nên là đội nhóm chắc là mình cũng sẽ xây dựng lại. Và A Pháo TV thì khả năng là sẽ chờ thời gian nữa sẽ đăng tải video sau các bạn. Nay thì sau một cái chuyến đi dài, mình quay cuộc sống sinh hoạt ở nhà một chút các bạn. Mấy nay đi nhiều quá, không ai chăm sóc hai bé nhà mình các bạn. Con thì bây giờ là không theo bố nữa rồi. À. Trồng rau cải mẹ. Trồng rau bắp cải. Ok, mình để máy một chút để trồng rau các bạn. Bà Đạt chào khán giả đi. Quý vị khán giả đi, chào các bác đi. Con chào các bác. À. Cái gì mà vào đây? Con bi à? Con hỏi ai nhỉ? Bố đây gì ấy? À đây là trứng con này đấy con ạ. Trứng con chú con ốc sên. Chú con ốc sên to rồi con. Không phải. Đúng rồi. Trứng ốc sên đấy con ạ. Bỏ đi bỏ đi. Nó có gì cơ mà nóng người. Trứng con ốc sên. Bỏ đi con, bẩn lắm. Bà để cho bố mượn cái kia để bố trồng xem nào. Đây. Đây con phải trồng thẳng hàng cái này là 2 cây. Cứ tính từ ngoài vào là 2 cây nữa còn nó dày quá. Bắp cải đúng không ạ? Ừ. Dòng ngoài mép trước xong là dòng ngoài đấy chia ra cho thành 2 cây. Trồng hàng. Bà Đạt có trồng không? Đạt có trồng rau không? Đạt. Không.
Con ra trồng đi, không ra trồng có mấy nước không có gì ăn đâu con ạ. Ôi con đừng quay của bố. Quay gì nữa ấy. Hay bạn đàn đi câu nhỉ bạn đàn nhỉ. Bố sắp hết pin rồi. Mẹ về đấy con ạ. Mẹ hả? Phải không? Mẹ làm về đấy. Bố sắp hết pin rồi, cầm núm pin đó rồi. Ờ kệ nó con ạ. Cầm con nó... Run đi ạ à? Vâng, ông cho con mấy con. Chắc các bạn hôm nay cũng đủ rồi đấy ạ. Bố mẹ về thì khi câu cá đi. Thì câu cá. Chưa có gì ăn à? Bà đã thích ăn cá không? Thì còn đi câu. Cá thì mấy ngày nay ăn suốt rồi. Con chào mẹ. À, đi làm về. Đâu Nhi, như nào? Bà ngoại. Bà ngoại đâu? Bà ngoại. Chạy tay ra cho. Nhúc đi, nhúc vào miệng đi. Ồ. Ủa, mày là nhiễm cái gì ạ? Thôi nghe. Có dạ. Tiền không? Không gì bố. Trăm hai. Không á. Có tiền này không? Ê, bà anh. Để á. Làm gì nhá. Ăn thế thôi con ạ, để mình lấy sữa cho nhá. Sữa nhá. Bố để mình lấy sữa nhá. Đây, để lấy sữa. Xem sữa là sữa gì nhá. Nước này. Lấy sữa để không khóc nữa nhá. Vâng ngại chứ sao lại ừ. Vâng ngại hay ừ. Bạn Đạt ơi, bạn Đạt bỏ cái áo này, có cái áo khác không? Đi câu cá con. Con chào mẹ chú. Con chào mẹ ơi. Con chào mẹ đúng không? Con chào mẹ nước từ đây. Cái từ đây này mình đây cho. Nghe rồi. À mẹ chưa? À chưa? Chưa chơi. Chết rồi, hôm nay miệng để đâu rồi? Miệng xinh rồi. À, đây anh Đạt, anh Đạt. Ôi. Cô treo cái này ở đâu ấy? Con không uống à? Cái đây là cái mic ấy con. Cái mic của này, cái mic đâu? Mic để bố quay video ấy nhưng mà. Rồi. Mic quay video à? Ôi. Mic để nói chứ. Đúng rồi. Miệt với cái nhìn con này nhìn nát đây là nhìn nát đây. Cáo nước cây. Cái mua ở đâu? Cái mua ở phòng bà đấy. Thế anh Đạt đi lấy cho mẹ một cái đi, để cho em đỡ nhiễu đi con. Đi. Con đi vào lấy cho mẹ một cái. Đùa ơi. Thế con đi, con đi nào. Đi. Nhanh. Tôi dép không bỏ đi. Cởi dép ra con xong đi vào nhà. Tắt đi. Tắt luôn đấy nhỉ. Ý. Thôi, thôi, hỏng ấy. Đây mày kẹp nha, mày kẹp vào cổ đi nhá. Mẹ xin. Thế mẹ chưa okay. Con này anh chưa? Bố đi câu cá đi. Bố đi câu cá. Đi câu cá à? Cái gì đấy? Cái gì đấy? Đi. Sao phải cười? Đi câu cá à? Con thích đi câu cá à? Đây ra. Ờ thì đi đi đi. Đây ra bố bỏ cây. Nhi xuống cấy đi. Mẹ bác ư. Xuống cấy đi, nhiều. Mẹ bác ư. À thì tay như nào? Khoanh tay vào chưa? À. Xin mẹ. À. Một con mèo lem nhem. Một con chuột lem nhem. À. Anh nào đã lấy cho em đôi dép con? Nó yên lên nhiều quá. Trời ơi. Nốt lần này thôi, nốt lần này thôi lấy cho em đôi dép đi, đi câu cá. Mày đi câu run rồi, câu cá nhá. Cuốc rồi á, giỏi thế á. Run đâu con? Mẹ câu cá. Thế bây giờ Nhi hư thế này làm sao mà trồng rau giúp bà được? Mẹ câu câu cá. Mẹ biết biết cá. Ơi. À, mẹ ơi. Đây con cần cơ cho mẹ ơi. Một nghìn rưỡi cây rau cơ ạ.
1.500 cây. Cái này trồng chắc bán Tết rồi. Ê. Rồi các bạn, là ngày nay thì trồng 1.500 cây giống rau. Con ơi cẩn thận gãy. Trong cái vườn này, bữa trước thì các bạn có xem những video mà thu hoạch ngô các bạn. Cũng rất là lâu rồi mình quay lại không gian, không khí, không gian xung quanh ngôi nhà nhà mình các bạn. Dần dần thì các bạn sẽ xem video sẽ hiểu ra được cái cuộc sống của mình với vợ mình các bạn nhé. Ở rể hay không như nào, cuộc sống ở rể như nào. Ok, chúng ta sẽ lựa chọn một cái ngày đẹp đẹp để ra ở riêng đó chứ nhỉ, đồng chí vợ nhỉ. Nói chung là ngày đi câu cá đã các bạn. Sau một loạt những cái video mà đi lên bản vùng cao. Chắc là con không chơi một tí thôi, con bố sợ là tí nhiều muỗi lắm con ạ. Con cầm cẩn thận con móc vào gãy. Ở đây có một cái thuyền mới ấy. Nhìn thấy em đi bảo mẹ nhá. Đây. Đá thích cơ. Cũng câu cá à? Có một cái thuyền đúng thật. Thuyền đạp chân thôi. Con này con đừng đụng nước đấy con nhá. Không không đụng nước con ơi. Jun. Con Jun. Anh đạp nhá, anh đạp mà rơi xuống đấy là chịu đấy nhá. Đụng nước là để bố câu, bố câu. Anh câu. Anh câu gì? Chi. Anh chi làm gì? Cá em bố ơi. Đẹp thế, đeo cẩn thận nó ngã. Ơi gì, à, thiếu. Mẹ, dạ. Mẹ có tóc đẹp chứ. Bé làm sao mà mẹ câu được cá nữa. Khả năng cao là con xuống đây chơi không được, cẩn thận con ạ. Không được ngã nước chết đấy. Có hai đại ca này đi sắp câu được cá rồi. Tít ơi, nước con đuổi hết cá đi rồi còn câu cái gì nữa. Thôi tốt nhất là con về đấy con ạ. Có thêm cái nàng nhi này nữa. Ở đây trông em cho bố thế để bố câu. Không là tối nay chúng ta nhịn đấy con, không có gì ăn đâu. Bố câu. Nhi ơi, bây giờ Nhi ngồi đâu rồi nhỉ? Đây đây, cầm này cho bố đây con. Cầm này cho bố để bố gỡ này. Này cầm cần cho bố. Móc qua cái kia rồi. Con đừng có ngẩng mặt lên nha, tí nữa bố lại móc vào. Con gì vậy Nhi? Thì con bắt con ốc này. Bình tĩnh con, nó đang bị xoắn. Con gì vậy Nhi? Con gì đây con? Con gì? Đấy, đeo vào chứ không có bẩn chân đấy. Ôi. Ôi chết rồi. Không đưa, con đừng khới ra em đòi con. Con nghe con nói xuống biển. Cái cho nó hỏi chết. Con nói nhỏ nhỏ thôi, cá nó mới cắn mà. Nó to đủ hết đi giờ. Cái con chuột này. Thôi thôi con. Mẹ biết nhớ nha. Mẹ biết nhớ nha. Nhớ nha. Nhớ cái gì con? Mẹ nhớ nha. Mẹ nhớ. Hai con cừu câu này. Bố gì con? Bố gì? Bố gì đây? Bố gì? Bố ngáp. Bố ngáp. Bố gì? Bố ngáp. À. Nhìn thấy nhà vực như là trai. Xin gửi của đồ. Này bố bố bê cho bố bê chưa? Ai bố? Này bố bê nha. Cả đời con mà bùm một phát xuống đấy thì thôi. Cá nó dỉ ở đấy. Con đây. Con đi lên đây đi. Cá cái gì? Con lên đi. Trời ơi, rơi kẹo rồi. Bằng hết rồi, còn đâu nữa. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Lau vào áo. Từ từ thì lau vào áo. Nào Đạt ơi. Con có muốn ăn cá không? Không. Thế thì giữ trật tự đi. Ý, à mẹ chưa? Mẹ không thấy Nhi ạ mẹ đâu nhá, hôm nay ấy nhá. Ôi trời. Ốm một cái là hư đi ấy. Được rồi, kẹp như thế nó bẩn tay. Nào đứa con này kia để bố. Được nhá. Con đây.
À, chết người đấy con. Tí rồi. Con ơi, con đi lên đi, con nhìn thấy em lại đòi theo con này. Này, không trông đâu, trông để cho bà trồng rau tí. Đạt ơi. Chưa đùa gì nữa, cần để ghế xuống cho mày sắm tay áo cho. Xong rồi sắm tay áo xong con đi lấy nhá. Lấy rửa, lấy. Chào các bạn, với cái tình hình đi câu như này là móm toàn tập các bạn ạ. Và bây giờ về thì thôi cũng là một cái lao động. Đưa các bạn nhà mình đi chơi một tí, mang tiếng các bạn. Này đi câu thì được cá to các bạn ạ. Móm thủ. Cuối cùng là về các bạn nhé và nấu bữa cơm. Cái này đun để sưởi ấm à bố? Cá. Có cá hả? Để mà xem nhá, ông ngoại đang nhóm bếp các bạn. Cái chỗ này là mình nướng để lấy than đi. Để mình vào bếp xem là có món gì. Để làm luôn. Món ăn, để xem nào các bạn. Này thì thấy Bích đưa ra. Chẩm chéo. Chẩm chéo thì để chấm với thì trâu gác bếp rồi các bạn. Trâu gác bếp ở đây. Trâu bỏ ra là nướng thôi. Đó. Rau. Thấy để trong cái túi bóng rồi, lấy tủ lạnh rồi. Món này đang sôi là cái gì đây? Ồ. Trứng luộc ạ. À. Thực ra thì đây mình đã có phương án đề phòng chống móm rồi các bạn. Cá. Một con cá chép 3kg đã mổ rồi các bạn ạ. Chép thì đây. Này thì mình sẽ cắt ra và nướng nhé các bạn nhé. Ướp riềng mẻ và nướng luôn. Ở trên Tây Bắc thì thích cái phong cách nướng riêng mẻ hơn. Mình cũng thích ăn cái nướng riêng mẻ. Đây là con cá chép giòn các bạn ạ. Miếng cá to này mà các bạn. Đó. Wow. Hơi ướt thì mình cho nó.
Con này thì hơn 3 cân, mình đã mổ rồi. Cấp đông. Này thì giá đông. Cá chép giòn thì ở khu vực mình thì chắc là phải nhập ở dưới các trại ở dưới kia các bạn. Thường xuyên khu Tây Bắc mình thì không nuôi được. Bình thường người ta sẽ nuôi chép thường các bạn nhé, chép thường lớn rồi. Một chép lớn rồi thì sẽ khoảng độ nó lớn khoảng 1-2 cân thì sẽ đưa xuống khu vực các trại thì người ta cho ăn cái đỗ tương lên men các bạn. Thì thành cá chép rồi. Thì sẽ cá này thì sẽ cắt thành hai đốt ngón tay này các bạn, hai ngón tay này. Không phải hai đốt ngón tay mà miếng dài hai ngón tay này. Tẩm ướp gia vị thế là nướng luôn. Con này làm tỉnh tộp thì tuyệt vời. Cá nướng rộng. Chép giòn có thể là xào nữa các bạn nhé. Như này thì mình làm món nướng. Rồi các bạn, nay thì quay hơi khó các bạn, góc nhìn hơi khó. Mình chủ yếu quay những cái thứ mà nay thì ướp thôi. Ví dụ như ở đây các bạn, cá mình cho ít mẻ vào. Mẻ ở Tây Bắc khá là hay. Cho khí hậu lạnh thì làm mẻ nó hơi khó các bạn. Ồ, hơi bản tí. Thế nên người ta cứ cho vào cái xương gà các bạn nhé. Xương con gà này. Gà bây giờ cho vào mẻ nó nhũn nhùn không ạ. Cho ít muối vị chính nữa. Và riềng ở đây. Đó, cho thêm ít chẩm chéo này nó có tí hạt dổi mắc khén các bạn. Và ớt mình cho ít thôi. Để nướng nó thơm cùng. Mùi thơm, rồi mình trộn lên. Cái vỉ này là mốc lắm rồi các bạn, ướp xong. Chứng tỏ là lâu lắm rồi chưa có thịt cá gì để nướng. Này mới rửa để nướng các bạn. Chứng tỏ là ít có khách khứa và thịt thà ăn thịt hoặc thịt nướng ở nhà các bạn. Chủ yếu mấy này toàn ăn rau. Kinh tế khó khăn. Giá xăng dầu lên giá. Hôm nay Việt Nam lại tiếp tục lên tăng giá xăng dầu tiếp các bạn. Này thì kinh tế khó khăn quá. Mình nghĩ là chắc ở đâu cũng vậy mà trong thời điểm hiện tại. Khó khăn. Cái này mình rửa xong rồi lúc sau cho cá này nướng rồi các bạn nhé. Rất là đơn giản. Nướng than hoa thì tuyệt vời rồi. Cá thơm. Vấn đề là cái món này nó hơi mất thời gian tí các bạn ạ. Cầu kỳ. Nhất là trong cái ẩm thực mà trong cái chuyến mình đi các bạn. Xưa trước thì chủ yếu là mình đi lên vùng cao và tiếp xúc với đồng bằng Rơ Mông thôi. Sau cái chuyến đi Điện Biên về thì cũng
đi với đô thì còn không đi các bạn. Nhưng mà nay thì biết được nhiều hơn nữa, đó là tất cả các món ăn của đồng bào người Thái của mình đều liên quan đến nướng hết các bạn. Họ nướng và nấu ăn rất là cầu kỳ, món ăn của họ mất thời gian, tinh tế đấy các bạn. Đấy, ẩm thực tinh tế của đồng bào người Thái. Ok, ra ngoài nướng các bạn nhé. Nướng ở ngoài này. Đâu có gì cơ Đạt, khoe cái gì? Khoe cái tay của trứng. Trứng à? Vâng. Bà ngoại dành trứng à? Hôm nay công chúa bị ốm lắm nha. Chào các ông các bà nha. Công chúa hôm nay không. Em đâu rồi con ơi? Nhi đâu rồi? Cái ăn cơm đi con ơi, chim cơm chín rồi, cá chín rồi. Trong khi mình nướng cá thì xem nào. Có món gì rồi em? Tôi muốn luộc cá nấu dòng mùng à? Là nhiều món quá nhỉ? Ba món rau rồi. Ba món rau. Thì Châu không làm nữa à? Thôi thì Châu để anh nướng đi. Chấm chẩm chéo. Này. Hả? Này lại uống rượu với bố vợ say rồi. Thu lưới các bạn ạ. Nhìn trên hình chắc là vẫn đen đen nhỉ các bạn nhỉ. Đây như miếng này. Hơi đen đen một tí. Một miếng thịt trâu góc bếp nướng. Thịt trâu góc bếp thì nướng phải đập nữa các bạn. Thịt trâu góc bếp thì miếng bên này. Đó. Này được rồi các bạn. Nướng quá nữa thì sẽ cháy. Tiến hành dọn ra ăn cơm thôi. Ôi, nóng quá các bạn, đây là trong nhà các bạn nhé. Nướng xong thì sẽ như này. Đó. Than hoa. Bên này chắc là đen hơn nữa cơ. Tuy nhiên là màu nhìn ở ngoài tuyệt vời đấy các bạn. Để mình gỡ ra xem nào. Bên này đồng chí Bích thì giảm cân hơi tốt các bạn. Không phải đâu mà là trồng lường đấy. Thế này là từ bao nhiêu nhỉ? Từ 60 cân bây giờ xuống còn 45 cân các bạn. Kinh khủng khiếp không? Bạn có bí quyết gì mà cái thuốc giảm cân kinh khủng khiếp thế? Trồng lườm mọi người ạ. Đó. Thịt trâu góc bếp. Để xé xem nào. Đây các bạn, sau khi mình nướng xong mình đập các bạn nhé. Các bạn nhìn thấy nó đen đen này thôi nhưng mà xé ra tuyệt vời đấy. Này nếu như mà các bạn chấm với ớt
Mường Khương ở chỗ mình hoặc ớt Bắc Hà. Cũng là một trong những thứ ớt cay các bạn. Chập chéo bản thân nó cũng có ớt rồi. Nó tuyệt vời đấy. Thịt trâu góc bếp thì chắc là từ đây đến cuối Tết, đến Tết thì các bạn mua thôi, chứ còn thời điểm này thì nếu mua thì chủ yếu là các bạn ở trong miền Nam mua, miền Bắc. Trời ơi, con gái nhĩa của tôi nè, con gái có ăn không nè, nhìn khoái món này lắm. Cho mẹ, không được ném đi đâu nhá. Đi xin. Món này uống bia các bạn. Nhưng một số bạn phản hồi là hơi dai, ví dụ như bé nhà mình ăn thì nếu mà mình không thích ăn dai thì hấp được đúng không? Hấp nó mềm. Con cầm cho anh Đạt này. Nhanh lắm, xài nhanh lắm. Cái này nướng nhỏ lửa được đấy nhỉ, nhìn giòn nhỉ. Vùi than là ngon nhất rồi. Không, cái này là nướng trên than, không vùi. Giờ nhìn cũng đẹp đấy. Nhét rồi anh nhỉ. Anh mà bị dính nhăn. À chưa? Cái chưa? Cái con no no no, rồi. Ê, nghe đi ra kia mẹ bê ra rồi ăn. Ôi rồi kẹp tay à? Kẹp tay không biết kêu kẹp tay à? Bây giờ bắt đầu nói được 4-5 câu, 4-5 chữ một câu à? Nhìn anh cá đi. Nhìn đây là bố cơ cá à? Cẩn thận bỏng quá con. Có thể ăn không? Chờ đợi thế nhá, để bố gỡ thằng nhà nhá. Đấy. Thấy không? Đây con. Hay là ăn luôn à? Đây. Đây. Bố dọn đây là đi con ăn nhá. Đây. À chưa nhỉ, à chưa. À rồi, thế thì bố bẻ nó nha. Hơn lên mâm không? Lên mâm ạ. Cho miếng đi. Bẻ luôn à? Không là tí nữa cầm cả miếng to vào giờ ấy. Để à, để bố xem nào. Đói là phải ăn ngay, không chờ được đâu bạn này. Đói quá à? À đây đây đây. Con lên nhà thì bố đi. Ngon không con, Nhi ơi? Ngon không? Nhiên, ngon nhiên gì đấy? Hả? Cá. Ăn cá đúng rồi, cá. Mẹ chị, cá. Ai nướng? Đố Nhi biết ai nướng? Bố cá. Ai siêu chứ? Không phải đâu, mẹ mình nướng đấy. Bố cá. Mẹ biết. Mẹ biết rồi. Thôi con đi ra đi. Ôi con. Được con, lên đi. Lên, xong rồi bố nướng xong rồi. Bố bận đi, bận đi chơi năm quân ả rồi bà xin. Đi chơi năm quân ả. Mẹ. Bà xin. Ông chưa có. Ông không có rồi. Bố Nhi làm hẳn bát cơm với cả. Này, ăn cá đi. Được, mời các bạn bữa cơm cùng đại gia đình A Pháo các bạn nhé. Nay thì bữa cơm gia đình thực sự rồi, không phải trên bản nữa. Ok, xem món ăn ngày nay nè các bạn. A Pháo đi ăn cơm nhé. Hôm nay đi về nhà ăn cơm. Thì trâu các bếp cá nướng. Mọi người ăn cơm miệng nhá. À rồi. Bà chữ. Mời các bà, các cô, các chú ăn cơm. Mời
Xin mời quý vị các bạn khán giả ăn cơm. Đạt ơi. Chị Châu có ăn không? Có. Ai nướng đây không? Bố nướng hay áo pháo? Bố. Ui dồi ôi, bố nặng quá. Tôi có bé ăn cơm, bé ăn cơm, bé ăn cơm. Rồi một miếng như này các bạn nhé. Lúc nãy thì mình để ở ngoài kia nó thiếu ánh sáng, nó hơi đen. Cá, cá nướng, bẻ ra này. Mà cậu Tùng ấy không, cái đấy không được đâu. Chỗ bạn cậu Tùng không có cái khăn nào không, cầm vào đây một cái. Ồ, tuyệt vời. Cá này là thịt rất dai các bạn ạ. Ăn thì tuyệt vời rồi. Thấy không? Chắc rồi. Nhi ăn món gì? Bỏ chỗ này nhá, để không có tí nhá. Hôm qua ăn được ăn đi lọc đường, mà không ăn được chứ bạn. Đang có ăn được không? Không xin. Đấy, đừng có quay thải. Ngược. Đưa con phải tao về quá. Hả? Có tí nữa để cá thu. Đây, món gà. Đang tao đấy. Cô làm miếng cá đi. Đây. Đi. Này. Xem này. Không tài quá. Ai phải ăn. Này mới ăn khó chịu. Ăn hết một miếng rồi. Tao bảo là không ăn cá. Cá chép được không? Cá chép ngon đấy. Cái chỗ quá chảy. Còn nó tài làm cái. Rồi ngon rồi. Bạn đang ăn cá không? Ăn thịt trâu à? Tối nay bà đi học nhỉ? Tối thứ 6 à? Ngay thứ 6 vậy. Mai. Mai học đúng không? Đúng rồi. Bà chấm mỗi lần là áo một cái chưa? Con để đâu? Túi đâu? Thì ăn xong ăn đi mẹ xem tôi bắt rồi nhá. Thế bà làm bốn bố đi rồi học hay là này? Thích mày hai bố phải bấm gương học. Hai bố mẹ bốn người. Rồi các bạn, một cái video mà mình quay lại không khí gia đình một chút các bạn. Mấy ngày thì đi suốt các bạn. Trong trước nữa thì đi bản và thứ nữa là mấy nay cái hành trình của mình đi Hoàng Su Phi, Hà Giang. Xong là một chuyến đi Điện Biên các bạn. Và cũng có một ít dấu ấn ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Những cái video đấy thì mà mình sẽ up tiếp trên cái hành trình này các bạn nhé. Thôi thì mình sẽ đăng trước cái video về thăm nhà để các bạn yên tâm là mình đang có mặt tại nhà rồi. Và ví dụ như những hạng mục của A Pháo TV đang dở thì mình vẫn làm các bạn ạ. Chủ yếu là mình sẽ chuyển nội dung của A Pháo TV về giá A Pháo. Mà A Pháo TV nữa thì chắc là sau này nữa thì mình sẽ phát triển tiếp. Cũng có những cái thay đổi nhất định. Như ví dụ như các bạn khán giả đã nói là
team nhà Pháo thì sang trang mới, đúng là sang trang mới các bạn. Tất cả các thành viên thì ngày nay đều có kênh và phát triển chung trên kênh. Hơn bao giờ hết, mình mong quý vị khán giả ủng hộ đội nhóm nhà Pháo từ A Nhiệm TV, Ado TV. Và sắp tới nữa thì có thể là sẽ là A Mạnh TV nữa các bạn. Xin chào quý vị khán giả. Mình sẽ kết thúc video tại đây. Xin chào. Nhớ bye bye kìa, nhớ bye bye này. Bye bye bye. Bye đi nào. Bye cậu đủ. Đúng đấy. Bye bye.